Dạ anh em. Đây anh em mình tập bài trống chiến nha. Đánh xà cào tay trống tay đầu, cái lối đánh cũng y hệt là nhào tán luôn, mình tương tự ra, mình sắp roi ra ha. Thank you.
mình tưởng tượng nó là roi tán thì nó sẽ thành xà gào thôi. Còn đánh hai tay thì đánh vô lòng trống hai tay luôn. Cái lối này lối khác nữa. Chứ anh em mau thuộc ha.